cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha, con xin đặt mình trong sự hiện diện của Cha và đắm chìm trong ánh mắt âu yếm của Ngài. Con hiệp nhất lời cầu nguyện của mình với các tông đồ. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Ước gì lòng con được tràn đầy thánh thần khi cất lên lời nguyện xin. Nước Cha trị đến. Lạy Chúa Giêsu, Ngài luôn cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa Cha. Xin ban ơn giúp con mở lòng để thần khí tác động, thôi thúc con ra đi rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để con làm chứng rằng nước trời đang ngự trị và trổ sinh hoa trái nơi con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.